Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cài đặt một cái phần mềm của At Home Camera. Cái phần mềm này là cái phần mềm mà có thể dùng cái điện thoại mà các bạn đây cái điện thoại này, cái điện thoại bạn không dùng nữa thì các bạn có thể dùng làm cái camera để bạn theo dõi như một chiếc camera bình thường ở nhà. Còn cái điện thoại bên trái của trên tay của mình thì mình sẽ cài phần mềm At Home Camera màu đỏ nhé. Còn cái này bạn sẽ cài màu xanh. Thì cái màu đỏ sẽ là cái mà để bạn theo dõi trên điện thoại của chính của mình, còn cái điện thoại phụ này thì bạn lại dùng để làm cái camera giám sát rất là tiện dụng. Cái phần mềm cũng rất là đơn giản thôi, đầu tiên là bạn cài đặt, bạn bước vào cài đặt xong ở đây thì có đối với cái điện thoại phụ mà bạn bỏ đi thì bạn dùng cái đây chính là điện thoại để bạn có thể biến thành cái camera theo dõi, bạn để đâu cũng được, ở trong nhà để theo dõi cái vị trí cần thiết, theo dõi con nhỏ hay là như thế nào thì bạn có thể bật lên. Ở đây người ta có cho phần mềm AVS cho chụp ảnh và quay video thì bạn được cho phép nhé. Tiếp tục nào, cho phép ghi âm không, cho phép luôn đi, cho phép truy cập phụ ảnh vướng video trên thiết bị, cho phép, muốn cho phép cũng không được, truy cập vị trí của thiết bị này tất nhiên là đương nhiên rồi. Đây chúng ta sẽ khởi động cái phần mềm AVS của camera này, thiết bị này đã đề nghị phần mềm video encoder và ok switch cảnh báo letter cảnh báo. Ok, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có là cái phần General QR Code để chúng ta có thể nhập mã code vào trên cái điện thoại chính. Đây, chúng ta có nhìn, bạn có thể nhìn thấy đây. General QR Code đây, đây là điện thoại đây điện phụ nhá. Và tiếp tục chúng ta sẽ cài sang điện thoại chính ở phần mềm At Home Camera, chúng ta thông mở nào. Cảnh báo, tất nhiên là chúng ta agree đồng ý rồi. Các bạn đợi chút chút nhé, máy bắt đầu. Đây là phần mềm của quảng cáo bạn ạ. Đấy, chúng ta có thể sign in bằng điện thoại. Ở đây chúng ta sign in có thể bằng Facebook, bằng Twitter hay bằng bằng Google Maps. Ở đây mình có thể Facebook, mình sign in bằng Facebook. Nhưng mà đối với Facebook thì thường sự nói cái này thì mình sẽ dừng lại một chút để mình sẽ cập nhật cho các bạn sau nhé. Các bạn hãy quay lại sau ít phút nữa, mình sẽ cùng các bạn biến chiếc camera vào trong một cái điện thoại mà bạn đã không dùng đến. Ok, see you.